Kể từ năm 2005, hàng năm theo sáng kiến của Liên bang Nga, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp để thông qua nghị quyết do Nga đề xuất cấm phục hồi và tôn vinh chủ nghĩa phát xít. Theo kết quả kiểm phiếu năm nay, có 105 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Nga đề xuất, 52 quốc gia bỏ phiếu chống và 15 quốc gia bỏ phiếu trắng. Trong số 52 phiếu chống, gồm chủ yếu là Mỹ, Ukraine, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU và NATO. Đây không chỉ là thách thức cộng đồng quốc tế, mà trước hết là thách thức với Nga, bởi một trong những mục tiêu hàng đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine này là tiêu diệt các lực lượng tân phát xít đang trỗi dậy mạnh mẽ trong quân đội Ukraine và trong chính quyền Kiev. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến độc giả bài viết của Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên trưởng phòng thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng, với chủ đề Liên minh ma quỷ giữa tài phiệt Mỹ với chủ nghĩa phát xít, từ Thế chiến 2 tới cuộc chiến Ukraine. Chiến lược toàn cầu của Mỹ được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 dựa trên cơ sở học thuyết địa chính trị của Harford Mackinder công bố vào năm 1904. Trong đó có một định đề cơ bản là bất kỳ quốc gia nào theo đuổi mục tiêu giành quyền bá chủ thế giới thì nhất thiết phải kiểm soát cho được một vùng đất rộng lớn ẩn chứa các nguồn tài nguyên vô tận nằm ở trung tâm lục địa Âu Á chung với lãnh thổ của nước Nga. Vì thế, Harford Mackinder gọi vùng đất này là trái tim của thế giới. Các công trình nghiên cứu lịch sử ở Nga và phương Tây, đặc biệt hàng triệu trang hồ sơ lưu trữ của Liên bang Nga chứng tỏ chính các tập đoàn tài phiệt Mỹ đứng đằng sau gây ra hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỷ 20. Mở đầu cuộc thập tự chinh để thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ trong thế kỷ 20 là một sự kiện có ý nghĩa quyết định toàn bộ cục diện kinh tế, chính trị thế giới. Các tập đoàn tài phiệt Mỹ quyết định thành lập Cục Dự trữ Liên bang, gọi tắt là FED, một tổ chức tư nhân đóng vai trò ngân hàng trung ương Mỹ, có chức năng độc nhất vô nhị là in và phát hành đồng đô la Mỹ cho cả thế giới. Ẩn giấu đằng sau quyết định thành lập FED là tham vọng của giới tài phiệt Mỹ xây dựng một kiểu nhà nước toàn cầu sử dụng một đồng tiền duy nhất là USD. Để đạt được mục tiêu này, các tập đoàn tài phiệt ở Washington đứng đằng sau châm ngòi Thế chiến thứ nhất nhằm xô đẩy các quốc gia châu Âu tiêu diệt lẫn nhau, với toan tính là sau cuộc chiến này, Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống chủ nghĩa tư bản thế giới. Kết quả là nếu trước chiến tranh, Mỹ nợ châu Âu 6 tỷ USD, thì vào cuối cuộc chiến, châu Âu nợ Mỹ 1.000 tỷ USD tính theo giá trị đồng tiền vào năm 1999. Tuy nhiên, mục tiêu của các tập đoàn tài phiệt Mỹ giành quyền kiểm soát nước Nga đã không thành hiện thực do sự xuất hiện bất ngờ của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới sau cuộc cách mạng tháng 10 thành công vào ngày 7 tháng 11 năm 1917. Do đó, sau cách mạng tháng 10, Mỹ tập hợp lực lượng của 14 nước tư bản tiến hành cuộc chiến nhằm tiêu diệt nước Nga xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cuộc chiến này của 14 nước tư bản đã hoàn toàn thất bại. Trong khi đó, Hiệp ước Hòa bình Versailles kết thúc Thế chiến thứ nhất được Anh, Pháp và Mỹ soạn thảo xác nhận Đức là quốc gia bại trận và phải bồi thường chiến tranh cho các nước thắng cuộc. Vì thế, Đức coi Hiệp ước Hòa bình Versailles là nỗi quốc nhục và phải rửa hận. Chính nỗi quốc nhục này là động lực thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa phục thù ở Đức, tạo tiền đề hình thành và phát triển chủ nghĩa phát xít. Các thành viên của Đảng Quốc xã đã khéo lợi dụng nỗi quốc nhục này để kêu gọi người Đức rửa hận và hủy bỏ di sản của Hiệp ước Hòa bình Versailles. Nắm bắt được ý chí phục thù của nước Đức sau Thế chiến thứ nhất, giới tài phiệt Mỹ bắt đầu ủng hộ toàn diện về kinh tế, chính trị và quân sự để đưa Hitler, thủ lĩnh của Đảng Quốc xã, lên cầm quyền và sử dụng bộ máy quân sự của họ làm lực lượng xung kích tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm và châm ngòi cho Thế chiến thứ hai nhằm tiêu diệt Liên Xô. Theo các tài liệu đã được giải mật, quá trình các tập đoàn tài phiệt Mỹ ủng hộ ý chí phục thù của nước Đức diễn ra theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 1919 đến 1924,
chuẩn bị cơ sở để giới tài phiệt Mỹ ồ ạt đầu tư vào nền kinh tế Đức. Giai đoạn 2, từ năm 1924 đến 1929, thiết lập quyền kiểm soát của Mỹ đối với hệ thống tài chính của Đức và tài trợ cho hoạt động hình thành và phát triển chủ nghĩa quốc xã. Tính đến năm 1929, gần toàn bộ nền công nghiệp của Đức quốc xã thuộc về quyền kiểm soát của giới tài phiệt Mỹ. Giai đoạn 3, từ năm 1929 đến 1933, giới tài phiệt Mỹ đảm bảo tài chính cho các lực lượng quốc xã lên cầm quyền ở Đức. Giai đoạn 4, từ 1933 đến 1939, giới tài phiệt Mỹ ủng hộ toàn diện cho chính sách đối ngoại bành trướng của Hitler để chuẩn bị phát động Thế chiến II. Tính đến thời điểm Hitler lên cầm quyền, các ngành công nghiệp then chốt của Đức đã thuộc quyền kiểm soát thuộc các tập đoàn tài phiệt của Mỹ. Rapp, một nhà nghiên cứu ở Mỹ kết luận, nếu không có đầu tư tài chính của các tập đoàn tài phiệt Mỹ thì không thể có Hitler và cũng không có Thế chiến thứ hai. Sau khi đã kiểm soát được gần như toàn bộ tiềm lực kinh tế và quân sự của Đức quốc xã, đầu năm 1939, Mỹ bắt đầu giáo diết thúc đẩy Hitler phát động Thế chiến thứ hai. Chiến lược hành động của Mỹ trong Thế chiến thứ hai là xô đẩy phát xít Đức lao vào cuộc chiến với Liên Xô. Sau khi hai bên đã kiệt quệ, Mỹ sẽ nhảy vào tham chiến để kết thúc chiến tranh và giành quyền bá chủ thế giới. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ ở châu Âu vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, bộ máy cầm quyền ở Mỹ tỏ ra hào hứng công khai. Báo New York Times ngày 9 tháng 10 năm 1939 đăng bài viết nhận định tiếng nói của Mỹ đóng vai trò quyết định tình trạng chiến tranh hay hòa bình ở châu Âu. Sau đó 20 ngày, cũng trên báo New York Times, John Foster Dulles, về sau là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, đưa ra dự báo rằng sau khi kết thúc chiến tranh ở châu Âu, Mỹ sẽ nắm quyền lãnh đạo thế giới. Sau khi Đức tấn công Liên Xô, kịch bản diễn biến tiếp theo, các sự kiện được Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Harry Truman mô tả, một khi nhận thấy Đức giành chiến thắng, chúng ta phải giúp đỡ Nga, còn nếu Nga giành chiến thắng, chúng ta phải giúp đỡ Đức. Bằng cách đó, chúng ta để họ tàn sát lẫn nhau. Từ năm 1944, Harry Truman là phó tổng thống và từ tháng 4 năm 1945 đến tháng 1 năm 1953 là tổng thống Mỹ. Về sau, chính Hitler nhận thấy hậu quả của cuộc phiêu lưu chiến tranh do Mỹ dẫn dắt sau khi quân đội Đức bị thất bại thảm hại trong tháng 12 năm 1941 ở ngoại ô Moscow. Một phương án loại bỏ Hitler đã được Mỹ dàn dựng để lập nên một chính phủ mới ở Đức. Theo toán tính của Mỹ, chính phủ mới không có Hitler sẽ đàm phán với Liên Xô và yêu cầu Joseph Stalin không tiếp tục tiến quân vào Đông Âu. Để thực hiện phương án này, một vụ ám sát Hitler và đảo chính quân sự diễn ra ở Berlin vào ngày 20 tháng 7 năm 1944 nhưng không thành. Hitler sống sót, Thế chiến thứ hai vẫn tiếp diễn. Nhận thấy Liên Xô hoàn toàn có khả năng đánh bại phát xít Đức và giải phóng toàn bộ châu Âu, ngày 1 tháng 1 năm 1942, Mỹ lôi kéo 26 quốc gia khác tuyên bố thành lập liên minh với Liên Xô chống phát xít Đức. Tuy nhiên, trên chiến trường châu Âu, Mỹ vẫn không vội hành động mà vẫn để mặc cho Liên Xô tiếp tục chiến tranh với Đức. Mãi tới tháng 6 năm 1944, sau khi nhận thấy Liên Xô sắp hoàn toàn giải phóng châu Âu, Mỹ và Anh mới quyết định đưa quân đổ bộ lên bờ biển Normandy ở phía bắc nước Pháp nhằm ngăn chặn châu Âu rơi vào vòng ảnh hưởng của Liên Xô sau chiến tranh. Tháng 2 năm 1945, nhận thấy phát xít Đức sắp bị đánh bại và Thế chiến II sắp kết thúc ở châu Âu, Mỹ chấp nhận cùng với Anh và Liên Xô tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Yalta, một địa danh ở phía nam Liên Xô, để bàn định thiết lập cấu trúc chính trị và an ninh quốc tế thời hậu chiến. Hội nghị Yalta thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia ảnh hưởng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Liên Xô và Mỹ. Còn Liên Xô cam kết sẽ tiến hành chiến dịch quân sự ở Viễn Đông để tiêu diệt quân phiệt Nhật ở châu Á sau khi kết thúc chiến tranh ở châu Âu. Thực thi cam kết này, Liên Xô đã đánh bại đội quân Quan Đông mạnh nhất của Nhật Bản, buộc Tokyo chấp nhận đầu hàng và kết thúc Thế chiến II vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thế
Theo các văn kiện chính thức của Mỹ, mục tiêu chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ trong kỷ nguyên chiến tranh lạnh không chỉ nhằm làm tan rã Liên Xô mà còn là xóa sổ nước Nga vĩnh viễn trên bản đồ thế giới, bởi nước Nga có chủ quyền và phát triển thịnh vượng là cản trở lớn nhất đối với tham vọng của Washington giành quyền bá chủ thế giới dưới hình thức trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố không chấp nhận trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Để thực hiện mục tiêu chiến lược này, giới lãnh đạo Mỹ và các nước Tây Âu hủy bỏ cam kết với giới lãnh đạo cao nhất của Liên Xô sẽ không mở rộng NATO sau khi Moscow chấp nhận dỡ bỏ bức tường Berlin và thống nhất nước Đức vào năm 1989. Vì thế, từ 15 thành viên thời chiến tranh lạnh đến năm 2022, NATO mở rộng thành 30 thành viên, trong đó có nhiều quốc gia đã từng là thành viên của Hiệp ước Phòng thủ Warsaw của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Ngoài ra, Mỹ còn đơn phương rút khỏi Hiệp ước Phòng thủ tên lửa và Hiệp ước hủy bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn ký với Liên Xô mà Nga được kế thừa để bố trí các hệ thống đánh chặn tên lửa trên lãnh thổ các nước thành viên NATO ở châu Âu, sẵn sàng gián đòn tiến công phủ đầu nhằm vào Nga. Trong cuộc thập tự chinh sau chiến tranh lạnh, Mỹ chọn Ukraine là trọng điểm chống phá Nga. Toan tính này của Mỹ xuất phát từ một định đề cơ bản của học thuyết địa chính trị, xác định rằng chỉ có thể kiềm chế sự phát triển và làm tan rã nước Nga bằng cách tách Kiev ra khỏi ảnh hưởng của Moscow và biến Ukraine thành quốc gia thù địch với Nga. Để làm được điều đó, Mỹ phát hiện và nuôi dưỡng những kẻ phản bội trong giới thượng lưu của Ukraine và sử dụng họ tuyên truyền, lôi kéo nhằm thay đổi nhận thức của một bộ phận dân chúng quốc gia này đến mức họ ghét bỏ mọi thứ của Nga, cũng có nghĩa là ghét chính nguồn gốc của nhà nước và dân tộc Ukraine là cùng một nguồn cội với Nga. Zbigniew Brzezinski, nguyên cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter từng nhận định, thiếu Ukraine, nước Nga không thể trở thành cường quốc, còn giành được quyền kiểm soát Ukraine, Nga tự nhiên sẽ trở thành cường quốc. Sau khi Ukraine tuyên bố tách khỏi Liên Xô và tuyên bố độc lập vào năm 1991, thông qua các tổ chức phi chính phủ, giới tài phiệt Mỹ đầu tư nhiều tỷ đô la cho Ukraine để thay đổi toàn bộ nội dung sách giáo khoa từ mẫu giáo đến đại học theo hướng xuyên tạc lịch sử hình thành và phát triển của Ukraine, coi người Nga là man rợ, dã man và xâm lược cần phải bị tiêu diệt. Trong khi đó, thực tế lịch sử không thể phủ nhận là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 khai sinh nhà nước Ukraine độc lập đầu tiên trong lịch sử và được phát triển rực rỡ nhất trong thành phần Liên Xô. Thực tế lịch sử này bị những kẻ biên soạn sách giáo khoa lịch sử của Ukraine nhận được tài trợ của các nước phương Tây xuyên tạc rằng trong những năm thuộc Liên bang Xô Viết, Ukraine bị người Nga bóc lột dã man. Sách giáo khoa lịch sử của chính quyền Kiev còn xác định sứ mệnh của Ukraine là phải tiêu diệt hết người Nga. Do bị nhồi sọ bởi nền giáo dục mới được định hướng từ giới tài phiệt Mỹ, từ năm 1991 đến nay hình thành một thế hệ người Ukraine cỡ tuổi 30 nuôi ý chí hận thù đối với nước Nga. Lực lượng này đóng vai trò then chốt trong các lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với quá trình thay đổi hệ thống giáo dục là quá trình phát xít hóa xã hội Ukraine, được bắt đầu sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Theo các tài liệu đã được giải mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, từ năm 1953, Mỹ bắt đầu đưa các lực lượng dân tộc cực đoan của Ukraine, đứng đầu là Stephen Bandera, đã từng chiến đấu trong hàng ngũ phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai, chống lại Hồng quân Liên Xô, trở về nước không chỉ tiến hành chiến lược diễn biến hòa bình, mà còn âm thầm tiến hành phát xít hóa Ukraine. CIA đã cung cấp tài chính và trang thiết bị cho các nhóm phá hoại ngầm của Ukraine chống Liên Xô như Hội đồng Giải phóng Tối cao Ukraine và các chi nhánh của tổ chức này là Tổ chức Dân tộc Ukraine và Quân đoàn Khởi nghĩa Ukraine. Tất cả những tổ chức này đều đi theo tư tưởng tân phát xít. Ngoài ra, CIA và Cục Tình báo Anh còn chỉ đạo và tài trợ cho hoạt động của các lực lượng tân phát xít của Ukraine ở hải ngoại. Để gây bất ổn Ukraine, CIA sử dụng các điệp viên người Ukraine lưu vong ở phương Tây để thâm nhập vào trong nước theo dự án có mật danh là Aerodynamic. Mục đích của dự án Aerodynamic
là tài trợ cho các hoạt động chống Liên Xô trên lãnh thổ Ukraine, phục vụ các mục đích của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tham gia hoạt động này của CIA có các tổ chức tân phát xít của Ukraine và cơ quan đại diện ở hải ngoại của chúng có trụ sở ở Tây Âu và Mỹ. Nhiều thành viên của các tổ chức tân phát xít Ukraine đã từng chui sâu, leo cao vào các cơ quan quyền lực của Ukraine từ trung ương tới địa phương ngay từ thời Xô Viết để thực thi nhiệm vụ của chiến lược diễn biến hòa bình chống phá Liên Xô. Sau khi Ukraine tách khỏi Liên Xô và tuyên bố độc lập vào năm 1991, CIA công khai xúc tiến chương trình ủng hộ toàn diện cho các lực lượng tân phát xít ở Ukraine, trong đó có tổ chức Pravi Sector, một chi nhánh của mạng lưới khủng bố bí mật Gladio của NATO, Cộng đồng Tự vệ Nhân dân Ukraine, Liên đoàn Những người dân tộc Ukraine, Những người yêu nước Ukraine, Đảng của những người theo chủ nghĩa dân tộc xã hội Ukraine, Đảng Quốc xã Ukraine, Cộng đồng Quốc xã Ukraine, Tổ chức Toàn Ukraine đi theo tư tưởng Stephen Bandera. Tất cả những tổ chức này đều đi theo tư tưởng của chủ nghĩa phát xít tương tự Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, nên được gọi là Tân Quốc xã Neo-Nazi. Các lực lượng tân phát xít đã từng đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng cam ở Ukraine năm 2003 để đưa nhân vật Yushchenko thân Mỹ lên cầm quyền. Vì thế, sau khi nhậm chức Tổng thống, Yushchenko ký sắc lệnh phong và truy phong danh hiệu cao quý cho những kẻ đã từng chiến đấu trong hàng ngũ phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Trong số đó, cựu chỉ huy lực lượng dân tộc cực đoan Ukraine là Stephen Bandera được truy tặng danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc Ukraine và được xây dựng tượng đài kỷ niệm. Trong cuộc bạo loạn chính trị dẫn tới cuộc đảo chính nhà nước ở Ukraine trong tháng 2 năm 2014, các lực lượng tân phát xít đóng vai trò nòng cốt. Một hình ảnh chưa từng có trong quan hệ quốc tế là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland trực tiếp có mặt trên quảng trường Maidan để khích lệ vật chất và tinh thần cho các lực lượng bạo loạn chính trị này. Theo xác nhận của bà Victoria Nuland, Mỹ đã đầu tư 5 tỷ USD để xúc tiến dân chủ ở Ukraine, thực chất là để đưa các lực lượng tân phát xít lên cầm quyền ở Kiev. Vì thế, sau cuộc đảo chính trong tháng 2 năm 2014, Tổng thống Ukraine Poroshenko bổ nhiệm nhiều thành viên của các tổ chức tân phát xít vào nhiều cương vị chủ chốt trong chính quyền Kiev. Trong đó có Yatsenyuk, Thủ tướng Chính phủ, người từng tuyên bố coi người dân bản địa gốc Nga ở Donbass là rác sinh học cần phải bị tiêu diệt. Còn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ukraine Nishchuk cho rằng người dân Nga ở Donbass không có nguồn gốc loài người. Do đó, chủ trương diệt chủng nhằm vào người Nga đã trở thành quốc sách của chính quyền Kiev. Chính vì thế, năm 2014, Mỹ, Canada và Ukraine là ba quốc gia phản đối nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm khôi phục chủ nghĩa quốc xã. Cũng chính vì thế, Mỹ chủ trương kết nạp Ukraine vào NATO. Trong khi chờ đợi hiện thực hóa chủ trương này, Mỹ coi Ukraine là đồng minh ngoài NATO và đã tiến hành hàng chục cuộc tập trận trên lãnh thổ Ukraine với kịch bản chuẩn bị chiến tranh chống Nga. Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014, Mỹ và nhiều nước thành viên NATO xúc tiến chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng tân phát xít ở Ukraine. Ngoài ra, Mỹ đã xây dựng 10 căn cứ quân sự và 30 phòng thí nghiệm vũ khí sinh học trên lãnh thổ Ukraine. Trong đó, đáng chú ý nhất là tổ chức mang tên Tiểu đoàn Azov được Mỹ và NATO huấn luyện bài bản nhất. Lực lượng này đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng vũ trang Ukraine. Chính lực lượng này từ năm 2014 đến năm 2022 đã tiến hành bắn phá các mục tiêu trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Các bạn vừa theo dõi bài bình luận của Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên trưởng phòng thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.